Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Nhắc tới thương hiệu JBL <laughs> thì chúng ta không thể không nhắc tới những dòng loa kiểm âm chất lượng và đỉnh cao của hãng. Nhắc tới những dòng loa kiểm âm của JBL thì chúng ta không thể không nhắc tới 4344. JBL có rất nhiều phân khúc từ home tới professional. Đó là những dòng loa kiểm âm hoặc là những dòng loa chuyên nghiệp biểu diễn vân vân và vân vân thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi riêng về những dòng loa kiểm âm nhắc tới những dòng loa kiểm âm thì cũng trải dài vô số rất nhiều các mô đen từ những dòng nhỏ nhất tới những dòng bát 20 bát 25 bát 30 bát 40 bát 50 đều có mặt ở mọi phân khúc thì ở phân khúc bát 40 của JBL và ở phân khúc driver 4 driver như thế này À, thì không thể không nhắc tới 4344, 4344 là cặp loa hoàn thiện cuối cùng của series 4XX không nói những dòng hai bát thì 4344 kế nhiệm 4343 được hãng nghiên cứu và phát triển dựa trên 4343 và nó được hoàn thiện hơn về cả phần kỹ thuật là phân tần cả các driver và cả phần kỹ thuật về thùng vách. Loa JBL 4344 hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc tại Bá Hồng Audio bán ra với giá là 102 triệu đồng. Nó sẽ có giá từ 95 đến 102 triệu cho vài cặp. Anh em nào có nhu cầu tuyển chọn những cặp đẹp thì giá sẽ nhỉnh hơn chút, còn những cặp xấu hơn thì giá sẽ thấp hơn. Đó, chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn hơn tại Bá Hồng Audio. Cặp loa JBL 4344 này nó sở hữu cấu hình là À em xin lỗi, trước hết chúng ta sẽ nói sơ qua về uh, giá thành của cặp loa này khi xuất xưởng. Khi xuất xưởng nó rơi vào khoảng uh, uh, 1 triệu 300 nghìn Yên cho một cặp, tức là 650 nghìn Yên cho một chiếc. Thì nó rơi vào khoảng 300 triệu đồng tiền Việt Nam, 300 triệu đồng. Và hiện nay nó rẻ 1 phần 3. Như chúng ta biết thì loa chúng ta có chơi bao lâu thì nó sẽ không bao giờ hỏng trừ khi chúng ta sử dụng đấu nối kết nối không đúng cách còn lại các loa các củ loa nó sẽ không hỏng cho nên là anh em nào bảo là mới 300 triệu mà bây giờ vẫn 100 triệu nó quá rẻ rồi đúng không ạ 1 phần 3 chúng ta hãy so sánh như thế này chúng ta là một bài toán so sánh với 100 triệu đồng một cặp loa mới chúng ta mua được những gì của là đúng không ạ để một cái cặp một cấu hình như thế này chúng ta phải bỏ ra cỡ khoảng 200, 200 triệu đồng, thậm chí là hơn, hoặc là 300. Đó. Thì với một cặp loa hàng second hand mà có 100 triệu đồng thì em đảm bảo với anh em nó sẽ rất 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 là đáp ứng tốt cho anh em về cả nghe lẫn nhìn Chúng ta có thể nhìn đâu đó là 100 classic đúng không ạ Cũng quách quẩn khoảng độ gần 100 triệu đấy Nhưng nó là lại thuộc phân khúc bát 30 Để nghe với cặp này thì chắc chắn không có cửa để so sánh rồi đó. Trở lại với cặp loa JBL 4344 Đây là một cặp loa khủng Đúng nghĩa Cả chất âm lẫn hình thức Bởi vì nó khá là to Nó to Nó rộng, nó cao Nó cao tới 1m05 Nó rộng tới 1m4... 1m 1m à, Rộng tới 64 em xin lỗi Và sâu Tới hơn 40cm Cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 93 dB. Vâng, với độ nhạy này thì rất nhiều anh em chơi với âm ly đèn thoải mái luôn. Không hề sợ kén chút nào. Và cái giải tần của cặp này nó cũng cực kỳ đáng yêu. Giải trầm xuống tới tận 35 hạt. Như ta biết thì có những loa trầm, siêu trầm cũng chưa làm được điều đó. Và giải cao tới 20.000 hạt. Bởi vì nó sở hữu cái loa siêu chép là 2045 chép dìu Vâng, và với một cái cặp loa to như thế này thôi nhưng công suất của cặp này nó chỉ 120W. Quá dễ dàng đúng không ạ? Một âm lý bán dẫn bình thường, đơn thuần cũng đã tầm khoảng 100W một kênh. Còn lại thì đa phần là đều cao hơn. Loa này sở hữu 4 đường tiếng, bát 40cm, mã hiệu là 2235H, màng giấy gân mút, một loa chung màng giấy gân mút. À, loa bát 40 cm loa chung là 25 cm mã hiệu là 2122H một loa chép kèn mã hiệu là 2421 và một loa siêu chép dìu mã hiệu là 2405. Vâng, với bốn driver này đảm nhiệm cho bốn đường tiếng, bốn giải âm thanh thì chúng ta hình dung ra ngay mỗi loa đảm nhiệm một đường một giải thì việc mà âm thanh tách bạch, âm thanh chính xác, âm thanh đẹp sẽ có ở cặp loa này đúng không ạ à, Những cái dòng loa nhiều đường tiếng này thì nó sẽ lợi rất nhiều các cái giải âm thanh khác nhau, các giải tần số khác nhau à, với giá với một cái thông số như vậy với một hình thức như vậy chúng ta có những căn phòng đẹp, có những căn phòng rộng muốn có một cặp loa ngoài chơi và bày thì đây sẽ là một cặp loa đáp ứng tốt cho anh em cả nghe lẫn nhìn vâng à, bây giờ thì xin mời anh em cùng tiến lại gần hơn một chút để chúng ta cùng xem qua các driver chúng ta cùng xem qua các tuyến loa chúng ta cùng xem qua vỏ thùng để có đẹp hay không nhé xin mời anh em đầu tiên chúng ta sẽ ngó nghiêng qua uh, vỏ thùng loa vỏ thùng loa còn sáng và rất đẹp sáng và rất đẹp cả trên nóc lẫn hai bên. Đây một loa chép kèn, à, hai loa chung, hai loa chung giấy rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Và loa bát 40 cm màng giấy. À, chúng ta sẽ có Ba tinh chỉnh cho loa chung loa chép kèn và loa chép diều ba tinh trình ba tinh trình em sẽ xoay qua một chút đằng sau để chúng ta cùng xem nhé Đó. đằng sau thì sẽ có hai vách một vách bên trên là để chúng ta có thể tháo phần loa hai củ loa chép ra có bên dưới là vách của loa bát loa mít này thì có một hộp riêng ở giữa Ok, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em Bà Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.